Xin chào tất cả anh chị em thân ái trong Bánh Mix. Tôi là tác giả Tuyền Vi, hiện đang sống ở Đồng Nai, miền Nam Việt Nam. Tôi biết đến cuộc thi viết về ngắn hướng đi này từ hai trang web chính Sống Đạo Online và Hội Thánh Cánh Con. Và tôi đến với cuộc thi này thì cũng hơi muộn màng hơn so với những tác giả khác. Sau 4 tháng kể từ ngày phát động cuộc thi thì tôi đã gửi đi cái truyện ngắn đầu tiên của mình, đó là Một Lời Nói Dối Tự Nhiên. Và sau đó thì tôi viết tiếp thêm 14 câu truyện ngắn khác nữa. Và lần lượt như thế, 15 truyện ngắn của tôi đã được đăng tải trên Sống Đạo Online trong suốt một năm qua. Tôi nghĩ rằng khi mà những người đứng ra tổ chức cuộc thi này thì họ đã tạo ra một cái sân chơi cơ đốc lành mạnh cho những người có cái nỗi đam mê viết lách giống như chúng tôi. Tôi có một cái sự đam mê, đó là đi nhiều và viết nhiều về những đề tài khác nhau. Và từ những cái truyện ngắn tôi viết, tôi muốn chuyển tải tới những cái thông điệp quan trọng cho cộng đồng cơ đốc. Tôi là thành viên của Hội Tin Lành Liên Hiệp, có cái trang web là hoitinlanhliênhiệp.com. Cũng là thành viên của đoàn từ thiện Joseph. Và hoạt động của chúng tôi thì nó bao gồm nhiều tỉnh thành trên khắp miền Nam Việt Nam, như là Cà Mau, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Lê Cư, Quảng Ngãi. Đồng hành với chức vụ mục sư của tôi thì tôi cũng là một giáo viên dạy Anh Văn tại trường trung cấp chuyên nghiệp ở tại Biên Hòa, Đồng Nai. Và cái niềm ao ước của tôi là tôi muốn được trở thành một dịch giả, một tác giả cơ đốc viết truyện ngắn, một nhà báo có thể viết các phóng sự cơ đốc. Khi đến với cuộc thi này thì tôi nghĩ rằng nó là một sân chơi rất thú vị. Dù được giải hay không thì mình cũng có một cái chỗ để mình thể hiện được cái nỗi đam mê của mình. Nếu mà nhận được giải nhất thì điều đó là quá tuyệt vời rồi. Còn nếu mà không có giải gì cả thì xem như là một cái thỏa mãn cái nỗi đam mê của mình. Còn nếu nhận được một cái giải khuyến khích nào thì cũng có cơ hội để lấy được cái giấy mời và từ đó xin một cái visa để sang Mỹ du lịch một chuyến. Tôi rất là cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là các mục sư Lữ Thành Kiến, Nguyễn Văn Huệ, nhà văn Hoàng Nga, nhạc sĩ Thiên Kỳ Giang, những người đã đứng ra tổ chức cho cuộc thi này. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi có cơ hội hôm nay để có thể chia sẻ lên những suy nghĩ của mình. Xin giới thiệu với tất cả anh chị em, đây là gia đình của tôi. Đứng bên tay trái của tôi đương nhiên là bà xã của tôi. Chúng tôi kết hôn được 27 năm rồi. Và cậu con trai đầu tiên là 26 tuổi, thạc sĩ khoa học máy tính. Cậu Út, kỹ sư cơ khí của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Sau lưng tôi là cái phòng nhóm do một mục sư Oregon xây dựng cách đây khoảng 5 năm nay, và chúng tôi nhóm lại học Kinh Thánh. Trong thời gian còn là sinh viên, tôi và Trần Văn Thanh, một sinh viên khoa toán quê ở Nha Trang, đã tổ chức các buổi nhóm học Kinh Thánh trong khu ký túc xá. Điều này là trái với nội quy của trường. Các bạn sinh viên cơ đốc trong trường cùng trốn ra ngoài trong đêm Giáng sinh để dự lễ tại các nhà thờ cũng là một hành động mạo hiểm vì nhà trường không cho phép như thế. Các sách truyền đạo đơn được bí mật phân phát trong cộng đồng sinh viên là một trong những hoạt động của chúng tôi. Tôi bị mời lên phòng quản lý sinh viên của trường để giải trình các hoạt động của mình. Một giáo viên phụ trách công tác tư tưởng đưa ra lời thuyết phục lẫn răn đe.
Nếu em tiếp tục truyền bá văn hóa Tin Lành thì tốt nhất em nên viết đơn xin nghỉ học. Còn nếu không, chúng tôi cũng sẽ cho em thôi học. Em có một tuần để suy nghĩ rồi trả lời về việc này. Tôi trở về khu nội trú miên man suy nghĩ và cầu nguyện. Vào lúc này, tôi đang đi thực tập tại trường cấp 3 Quang Trung. Tương lai tôi sẽ như thế nào nếu viết đơn xin nghỉ học? Gia đình tôi chắc chắn không bao giờ chấp nhận việc này. Tôi có đủ đức tin để tin cậy Chúa sẽ lo toan và nắm giữ tương lai của tôi không? Bước thử thách này quá lớn, liệu tôi có vượt qua được không? Đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của một thanh niên 24 tuổi như tôi. Trong tuần đó, tôi tham dự một buổi nhóm thanh niên vào tối thứ Bảy tại nhà thờ 71 Hai Bà Trưng. Một thanh niên đứng lên tôn vinh Chúa, bài hát "Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ sao?" Lạ thật, người chị em này hát để nhắc nhở tôi hay sao đây? Hết một tuần suy nghĩ, tôi ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ học và nộp cho trường. Âu đó cũng là định mệnh của tôi thầm nghĩ. Trước khi dạ từ mái trường sư phạm, thầy giáo phó chủ nhiệm khoa gọi tôi lên. Thầy rất tiếc phải để cho em rời khỏi ngôi trường này, mặc dù em là một trong những sinh viên có tiềm năng. Đối với em thì chúng tôi và ngôi trường này là ảo ảnh, chỉ có niềm tin của em là thật. Thôi thì thầy chúc cho em đi trọn con đường mà em đã chọn. Và như thế, tôi bước vào đời như một kẻ mộng du, bị nhà trường từ bỏ. Sau đó gia đình thực hiện lệnh cấm vận của ba tôi đối cùng tôi. Ông ấy yêu cầu mọi người trong gia đình dừng lại mọi nguồn trợ cấp cho tôi. Lời Chúa đến với tôi trong lúc ấy: những sự thử thách đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Corinto nhất đoạn 10 câu 13. Bởi ân điển Chúa, tôi đã vượt qua được những khó khăn của đời sống theo Chúa trong nhiều năm sau đó. Nhìn lại những chặng đường gai góc đã đi qua, tôi ngạc nhiên trước ân điển vô hạn của Ngài. Ngày hôm nay, khi bước sang lứa tuổi 60, con cái đã học hành đến nơi đến chốn và trưởng thành, tôi biết Chúa là thành tín. Những ai tin cậy Ngài sẽ không hề bị hổ thẹn. Lời của bài hát này vẫn mãi âm vang trong lòng tôi. Tương lai tôi còn biết bao nhiêu điều, tôi chẳng hề lắng lo làm sao, bởi tôi biết Đấng nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi.